Latitude này, con này mới về đầu năm 2020 này, 7390, hàng của Niêm Phong. Niêm Phong là tên mà sản xuất như này. Con này số viết tắt nó 810TXI2, bảo hành 3 năm tại Mỹ và 12 tháng tại Hà Nội. Cam kết là máy mới 100%. Nếu sai thì trả lại máy với 130 đô. Nó chỉ có băng dính như này thôi. Nhưng mà mua lần đầu không biết thế nào mà mới hàng cũ, nhưng cứ quay video up lên là công khai là nó là băng dính rồi đấy nhé. Sim thành nhẹ tinh
Infobit thì không nói, nhưng mà hàng mới mà ít khi đâu có giá như này lắm. Giá ngang ngửa với cả con 7370 của Instagram thì xong rồi tưởng nó trên 20 triệu. Giá với Dell bây giờ vào tham khảo giá trên website của Dell, mình nhập từ đấy về rất là cao. Mình có sơ vít tác của nó đây. Đây mình nhìn được số ngoại không. Xem lại lần cuối đó. Đầu ghi camera nó kêu bỏ mỏ. Cắm sim này, USB này, cả mạng này. Đây là cái khóa. Bên này có một cái cổng Thunderbolt, một HDMI, một USB. Đầy đủ hết các cổng mà rất là bé. Rồi, máy rất là gọn nhẹ. Đẳng cấp. Xin chào và cảm ơn.